Thơ kính chào với cô chú anh chị và các bạn. Thi Thơ rất vui khi được đồng hành với quý cô chú anh chị và các bạn để cùng chia sẻ những video liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tên của cả vợ chồng, nên cả hai người này cùng là chủ sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất nếu có, và có thể xem họ có quyền ngang nhau đối với thửa đất này. Do vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, phải có sự đồng ý của cả vợ chồng chủ đất. Khi cả vợ chồng chủ sử dụng đất đã cùng thống nhất việc bán đất thì phải cùng ký tên đồng ý vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cho bên mua làm thủ tục sang tên. Hợp đồng này phải được chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thửa đất tọa lạc, hoặc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng là phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh nơi thửa đất tọa lạc. Ngoài ra, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối với trường hợp có đồng sở hữu quyền sử dụng đất như thế này thì quý cô chú anh chị và các bạn cần phải kiểm tra các thông tin của những người có chung quyền sử dụng đất để đảm bảo cho việc làm hồ sơ sang tên. Vì trong trường hợp này, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi đầy đủ thông tin của những người có chung quyền và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận. Trừ trường hợp chủ sử dụng đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho một người đại diện giữ. Nếu quý cô chú anh chị cùng các bạn có vấn đề gì mà cần trao đổi và chia sẻ thì kính mời để lại ở phần bình luận bên dưới video này. Hy vọng những nội dung trên sẽ mang lại những thông tin bổ ích đến quý cô chú anh chị và các bạn. Đến đây thì Thi Thơ xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý cô chú anh chị và các bạn, cũng như luôn quan tâm theo dõi kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê trong suốt thời gian vừa qua. Nếu những video trên mang lại thông tin hay bổ ích thì mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy nhấn like và share để thêm nhiều người biết đến những thông tin này. Ngoài ra thì Thi Thơ cũng xin phép mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để chúng ta có thể hoàn thiện hơn kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê, cũng như chia sẻ giao lưu những thông tin với nhau. Đến đây thì Thi Thơ xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.